Longines, một thương hiệu đồng hồ có truyền thống lâu đời với chặng đường lịch sử đầy biến cố. Ngày nay, những chiếc đồng hồ cát có cánh đã đi tới hơn 150 quốc gia trên thế giới và có lẽ con số đó chưa dừng lại. Có thể bạn đã có hoặc đang mong muốn sở hữu một chiếc đồng hồ Longines. Vì thế, hãy cùng nhau tìm hiểu lịch sử tuyệt vời của thương hiệu đồng hồ này. So với ngày nay, ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ giai đoạn đầu thế kỷ 19 khác hơn rất nhiều. Các linh kiện đồng hồ được sản xuất bởi nhiều gia đình khác nhau trong vùng Jura, sau đó được thu mua lại bởi các comptoirs tương đương với các thương hiệu ngày nay. Các comptoirs này chịu trách nhiệm vận chuyển linh kiện đến các thợ đồng hồ để lắp ráp. Sau đó họ sẽ thu hồi lại và bán trên thị trường như những mẫu đồng hồ hoàn chỉnh. Năm 1832, Longines quyết định tách mình khỏi mô hình comptoirs. Họ xây dựng cơ sở sản xuất riêng và thương hiệu này chính thức được thành lập bởi Auguste Agassi với trụ sở tại Saint-Imier. Trong suốt thời gian đầu hoạt động, cùng với hai đối tác của mình là Roger Henry và Florian Moreau, Longines đã sản xuất và bán những phiên bản đồng hồ bỏ túi tương tự như các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ khác lúc bấy giờ. Auguste Agassi chính thức trở thành người đứng đầu công ty vào năm 1846. Nhờ những mối quan hệ gia đình tại Hoa Kỳ mà cái tên Longines nhanh chóng được biết đến và thành công tại thị trường nước ngoài, đặc biệt là phía bên kia bờ Đại Tây Dương. Cho đến năm 1852, cháu trai của Agassi, Ernest Francis Long, đã tiếp quản việc kinh doanh và ông đã suy nghĩ đến việc tạo ra một quy trình sản xuất tối ưu nhất cho công ty. Vào năm 1867, nhà máy mới của Longines được khánh thành tại thị trấn Saint-Imier, bang Valais, Thụy Sĩ. Đây cũng là thời điểm mà bộ máy Caliber 20A đầu tiên của hãng sản xuất được giải thưởng trong triển lãm toàn cầu được tổ chức tại Paris. Và từ đây, logo đồng hồ cát có cánh cũng chính thức xuất hiện trên mặt số của những mẫu đồng hồ Longines. Vào năm 1876, Jacques David, giám đốc kỹ thuật của Longines, đã sang Mỹ để tham dự triển lãm toàn cầu tổ chức tại Philadelphia với tư cách là đại diện của Hiệp hội Công nghiệp Jura. Bài phát biểu của ông tại đây được coi là chất xúc tác cho sự thành công và phát triển của ngành công nghiệp chế tác đồng hồ truyền thống của Thụy Sĩ. Và chỉ 2 năm sau đó, Longines đã chỉnh làng cỗ máy chronograph cơ khí đơn giản mang tên Caliber 20H. Cỗ máy này đã được cấp bằng sáng chế và nhanh chóng được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, không chỉ phục vụ cho những người đam mê đồng hồ mà còn được sử dụng trong những giải đua ngựa. Với thành tựu đó, thời kỳ những năm 1886, Longines là nhà cung cấp các thiết bị bấm giờ chính cho phần lớn các sự kiện thể thao tại New York. Tập trung vào hoạt động tạo ra những mẫu đồng hồ có độ chính xác cao. Năm 1888, Longines trình làng phiên bản chronograph Caliber 2159 đầu tiên đạt tiêu chuẩn chronometer. Cũng không thể bỏ qua những cỗ máy khác như Caliber 1973 ra mắt năm 1890, 1973N ra mắt năm 1909 và Caliber 13ZN ra mắt năm 1936, được bổ sung thêm nhiều tính năng cũng như là cải tiến trong thiết kế. Năm 1913, Longines chính thức phát triển bộ máy chronograph một nút bấm đầu tiên cho những chiếc đồng hồ đeo tay của mình với tên là 1333Z, đường kính 29mm, bao gồm bộ đếm thời gian 30 phút, độ chính xác là 1/5 giây. Bên cạnh thể thao, cái tên Longines còn gắn liền với ngành hàng không. Hãng đã trở thành nhà cung cấp đồng hồ chính thức cho Liên đoàn Hàng không Quốc tế vào năm 1919. Nhờ sự hợp tác này, nhà sản xuất Thụy Sĩ đã có thể cung cấp cho các phi công một công cụ điều hướng có độ chính xác cao, được phát triển đặc biệt và từ đó mở rộng chuyên môn trong việc sản xuất đồng hồ hàng không, giải quyết những vấn đề về múi giờ khác nhau khi phi công dịch chuyển. Năm 1927, Longines phát triển mẫu đồng hồ đeo tay với tính năng GMT hiện đại. Một trong những điểm sáng trong lịch sử của Longines phải kể đến cỗ máy đeo tay huyền thoại 13ZN ra đời năm 1936. Với các phiên bản khác nhau, đồng hồ được trang bị bộ đếm thời gian 30 phút và 60 phút vô cùng ấn tượng tại thời điểm đó. Tới năm 1945, hãng cho ra mắt phiên bản đồng hồ đeo tay đầu tiên sở hữu tính năng lên dây cót tự động từ cỗ máy Caliber 22A. Tiếp nối đó, những bộ sưu tập mới liên tục ra mắt như một cách để đánh dấu chiến lược phát triển của hãng. Hãng cho ra đời bộ sản phẩm Ultra Chron sử dụng cỗ máy L430 với tần số dao động là 36.000 VPH năm 1967 và 2 năm sau phát triển chúng lên thành Ultra Quartz, phiên bản đồng hồ Quartz sở hữu bộ máy L6512. Thương hiệu có lịch sử lâu đời này chính là cái tên sở hữu mẫu đồng hồ thạch anh Philidor, mỏng nhất thế giới với độ dày chỉ 1,98mm. Năm 1982,
Longines tung ra thị trường chiếc đồng hồ có vỏ được làm từ vàng nguyên khối 18K, siêu mỏng với kiểu dáng cổ điển, đồng thời trở thành nhà tài trợ đồng hồ bấm giờ chính thức cho các cuộc đua công thức 1 trong vòng 10 năm liên tiếp. Năm 1983, Longines chính thức trở thành một phần của SMH, nay đã đổi tên thành Swatch Group, tập đoàn đồng hồ lớn nhất thế giới do Nicolas Hayek thành lập. Từ đó đến nay, Longines đã chứng minh được xuất sắc bề dày thương hiệu đáng tự hào của mình bằng nhiều dòng sản phẩm sang trọng, thanh lịch như chính slogan của hãng Elegance is an attitude. Và trước khi kết thúc video này, hãy chiêm ngưỡng những bộ sản phẩm nổi bật nhất đến từ thương hiệu Longines nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.